số nhỏ như HBO, cơ cuốn theo chiều gió, vì phim phân biệt chủng tộc, ai ngờ bị phản đối vì bỏ giới diễn viên da màu. Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, nền tảng xem phim trực tuyến HBO Max đã chính thức gỡ bỏ phim Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió, qua đó bày tỏ lý do rằng bộ phim đề cập đến những định kiến sắc tộc vốn không đúng, dù là ở quá khứ hay hiện tại. Cuốn theo chiều gió bị gỡ khỏi HBO Max. Trong bối cảnh nước Mỹ đang tràn ngập những cuộc biểu tình đấu tranh cho quyền lợi của người da màu sau cái chết của George Floyd, thì việc một tác phẩm như Cuốn theo chiều gió bị đối xử như thế khiến nhiều khán giả tranh cãi dữ dội. Một phần cho rằng HBO làm thế là đúng đắn, vì dù sao các quan điểm sắc tộc trong phim cũng đã lỗi thời và cần tu chỉnh, nhưng nhiều ý kiến khác cho rằng đây là hành động không tôn trọng tác phẩm, đặc biệt nhắm vào nữ diễn viên Hattie McDaniel. Nữ diễn viên Hattie McDaniel của Cuốn theo chiều gió, một ý kiến được chia sẻ như sau, HBO gần đây đã gỡ Cuốn theo chiều gió, cũng là đã gỡ đi hình ảnh của diễn viên da màu đầu tiên từng thắng giải Oscar. Giờ bạn có thấy cái chủ nghĩa tự do mang tính nhận thức, tự xưng này đối xử với bạn thế nào chưa? Chỉ để có được những quan điểm, mang tính nhận thức và trông tốt đẹp trong mắt những đứa PG ngẫu nhiên nào đó, họ đã ngang nhiên dẫm đạp lên lịch sử. Họ ngưng chi trả cho cảnh sát để dập tắt bạo lực cảnh sát, từ đó khiến khu nhà bạn trở nên nguy hiểm hơn. Và tôi có thể đăng những bài viết thế này mỗi ngày luôn đấy. Hattie McDaniel là một trong các diễn viên tham gia dự án Cuốn theo chiều gió vào năm 1939. Và vai diễn nàng hầu đã giúp cô trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên chiến thắng giải Oscar danh giá. Vì lẽ đó, việc gỡ phim xuống nền tảng online HBO Max được cho là không khôn ngoan và có phần xúc phạm đến những đóng góp của cô dành cho bộ phim. Tuy nhiên, Cuốn theo chiều gió sẽ không rời ngôi nhà HBO Max mãi mãi. Hãng gỡ phim xuống cốt là để chỉnh sửa về mặt bối cảnh và các chi tiết sai lệch về vấn đề sắc tộc trong phim và sau đó sẽ đăng tải trở lại để phục vụ khán giả. Cuốn theo chiều gió sẽ sớm trở lại nền tảng HBO Max trong tương lai gần. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.